cho Tiếp nối chương tiếp trình. nối chương trình, nghệ sĩ Dạ. Trần Ảnh lại chơi Bài lời ca. một bài nữa, đó là bài lời ca dâng bác. Xin quý vị và các bạn đón xem. Mời anh. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, anh em văn nghệ sĩ có đến giao lưu nhà anh nghệ sĩ Trần Ảnh với lại cây đàn bầu thể hiện bài Bên năng hả? Bên đăng Bác Hồ. Xin quý vị và các bạn đón nghe do nghệ sĩ Trần Ảnh sướng đàn bầu. Mời anh.